thiết bị đầu tiên nhằm tới Crunch mà chúng tôi muốn giới thiệu, đó là chiếc lọ kết hợp chức năng hấp. Tôi nghĩ là có hai chức năng hấp khi chúng ta đổ nước vào đây và chức năng nấu như thông thường. Vậy nó có gì đặc biệt? Chức năng đặc biệt đầu tiên đó là màn hình cảm ứng hoàn toàn khi chúng ta điều chỉnh các thao tác và các chức năng trên đó. Khi so sánh với các đối thủ khác, chúng ta cần những núm điều chỉnh, thì với dòng lò steam oven này chúng ta không cần dùng nút vặn, chúng ta có thể điều khiển trực tiếp cho màn hình cảm ứng rất nhẹ nhàng và thoải mái như chúng ta đang lướt tay của mình trên chiếc điện thoại di động thông minh. Đây là một chức năng cực kỳ hiện đại. Chức năng đặc biệt tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu đó chính là cookbook. Khi chúng ta rất vất vả mệt mỏi với cuốn sách dạy nấu ăn và chúng ta lại cũng chẳng biết chuẩn bị nguyên vật liệu và cách nấu như thế nào, thì chức năng này sẽ giúp chúng ta điều đó. Rất nhiều công thức nấu ăn đã được lưu trữ sẵn trên bộ nhớ và chúng ta chỉ việc chọn món chúng ta thích. Ví dụ đây chúng ta chọn món thịt heo và roasted pork. Bây giờ chúng ta chỉ việc nhìn vào màn hình, tất cả nguyên vật liệu cũng như cách nấu ăn đã hiển thị trên màn hình. Việc chúng ta cần làm đó là theo hướng dẫn, chúng ta sẽ có một bữa ăn ngon với chức năng cookbook. Và trong trường hợp bạn không phải là một chuyên gia nấu ăn, mọi chuyện vẫn rất đơn giản với dòng máy này. Đó là chúng ta chọn chức năng nấu tự động được lập trình sẵn. Và bây giờ chúng ta có rất nhiều món ăn đã được lập trình sẵn và sẽ nấu tự động cho chúng ta. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn nấu pizza. Và trong một pizza chúng ta sẽ chọn pizza rìa mỏng, rìa dày. Ví dụ ở đây tôi chọn rìa dày và chúng ta chỉ việc bấm OK. Nhiệt độ 200 độ C và thời gian nấu là 40 phút đã được mặc định sẵn. Và bây giờ chúng ta chỉ việc đơn giản là bấm nút Start và chờ món pizza của mình được nấu chín. Và bây giờ khi chúng ta cảm thấy quá nhàm chán với cái màn hình cảm ứng này, thì chúng ta lại có một chức năng khác để giúp cho chúng ta máy sống động hơn, là chức năng Slideshow. Chúng ta sẽ chọn hình ảnh và chúng ta thiết lập màn hình cảm ứng của mình với hình ảnh mà chúng ta mong muốn. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ chọn Activation, hình ảnh đã có sẵn cho máy, và chúng ta chờ xem màn hình chúng ta được thay đổi rất đẹp, rất sống động đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy yêu thích hơn trong việc nấu ăn. Và bây giờ tôi xin giới thiệu chức năng thủy phân để làm vệ sinh máy. Nếu chúng ta muốn làm vệ sinh lòng của lò, chúng ta nhiệt đổ nửa lít nước vào đáy lò và sau đó chúng ta đóng nắp lại. Sau khi đóng nắp lại, chúng ta sẽ chọn chức năng làm vệ sinh bằng thủy phân. Lúc bây giờ thì nhiệt độ được set 90 độ C và thời gian là 30 phút. Và sau đó chúng ta nhấn bấm nút khởi động để có thể chúng ta chờ cho cái máy tự động được làm vệ sinh. Và trong suốt quá trình máy làm vệ sinh, nếu chúng ta mở cửa máy, chúng ta sẽ nghe âm thanh báo động. Và đơn giản chúng ta nhiệt đóng máy lại và chờ. Và những tính năng khác tôi muốn giới thiệu ở đây, trước hết đó là bộ đèn đôi halogen. Với bộ đèn này, thật ra chúng ta có nhìn rất là rõ bên trong lòng lò khi thức ăn đang được nấu nướng. Tiếp theo đó chính là chúng ta có 3 lớp kính ở phía cửa. Ngoài ra, với chức năng icon phân luôn luôn giữ cho nhiệt độ bề mặt cửa luôn luôn thấp và không gây bỏng. Và cuối cùng, nếu bạn lo lắng về những đứa trẻ của mình, thì bạn cứ yên tâm, chúng ta có chức năng khóa trẻ em. Khi bạn nhấn 3 giây cho chức năng này thì màn hình sẽ bị khóa hoàn toàn và hiện tại bạn không thể tác động bất cứ điều gì lên màn hình cảm ứng cho đến khi chúng ta mở khóa nó.